Anh em nào đang sử dụng pin mà pin sập, pin hư, pin kém chất lượng thì anh em có thể lên tham khảo cho em. Dùng máy mài, máy cắt mà máy bị ngắt mạch, ok vô đây luôn với em các bác ơi. Đấy, ngày hôm nay này, bên em về một số lượng rất là lớn những mã pin 15 cell dòng xả cao anh em nha. Và hàng đóng trực tiếp tại nhà máy nên là chuẩn chỉ về chất lượng. Mã này thì em bán rất là nhiều rồi. Mã này bán cực kỳ nhiều sản phẩm ra thị trường rồi. Anh em rất là nhiều bác đã được trải nghiệm này. Anh em cùng em xem luôn nha. Đây anh em ơi, về 500 quả phục vụ các bác nhà mình luôn. Trời ơi, đang dùng máy mà cho vô máy mài, khi mà cắt sắt, khi mà cắt gạch, cắt gỗ bị ngắt mạch thì anh em có thể tham khảo luôn cho em. Bởi vì là khi những cái máy mài, máy cắt này, máy khoan, máy tông, những máy có vòng tua lớn thì sẽ cần cục pin có dòng xả cao để anh em khi mà vô tải không bị ngắt mạch. Ngày hôm nay về sale lớn cho anh em nhà mình luôn. Đây, có báo pin luôn nha. Và báo pin thì cực kỳ là chuẩn. Chân pin là chân pin phổ thông, chân pin M21, chân pin Makita. Nên là nếu anh em nào đang sử dụng hệ chân pin này có thể tham khảo luôn. Pin của Navara thì em bán rất là nhiều luôn rồi. Và hàng đóng trực tiếp lại cho nhà máy thì thứ nhất là chất lượng nó sẽ đảm bảo hơn, bởi vì được căn chuẩn, rất là chuẩn luôn. Thứ hai luôn cho em là cái giá thành thì khá là hợp lý luôn nha. Đây, quả pin 15 cell 5A. Em này em đã khui sẵn ruột cho anh em mình luôn rồi này. Một cell pin thì sẽ là 1600 mAh, một khối thế này. Mạch là mạch 3 MOSFET, dòng xả lên đến là 65A. Khi vô máy mài, máy cắt, máy khoan bê tông không bị ngắt mạch luôn cho em. Đây, có đèn báo pin. Và báo pin thì cực kỳ là chuẩn luôn anh em nha. Nói không với pin tím rẻ, nói không với pin bản xám rẻ. Nhà em bán toàn bộ đều là pin xanh em nha. Và đặc biệt hơn luôn anh em ơi. Đây, pin xanh, hàng pin chất lượng rồi. Mà ngày hôm nay mà các bác nào mà muốn dùng được cả máy hãng, máy ba chân, ý là những cái máy Nhật ấy, thì các bác có thể báo bên em. Hỗ trợ là hàn cấy diốt miễn phí cho anh em mình luôn nha. 15 cell 5A của Navara, trời ơi. Máy mài, máy cắt, máy bê tông thoải mái. Rồi là các bác dùng con chuyên vít 13 ly. Muốn thời lượng sử dụng được lâu hơn thì có thể tham khảo luôn cho em. Ngày hôm nay về hơn 300 quả. Giá sale bèo cho anh em mình luôn. Và anh em cùng em đi test thử khi mà vô tải nó như thế nào nhá. Rồi ok nha, giờ thì em sẽ lắp thử cái quả pin 15 cell 5A của Navara. Ok, pin mạch 3 MOSFET, dòng xả lên đến 65A, có báo pin. Giá thì quá là bèo, em sẽ lắp thử vô máy mài của Navara luôn. Cắt thử cho anh em xem có bị ngắt mạch không luôn quá nha. Ok, sẽ cắt liên tiếp cho bác sành mình xem luôn đấy ạ. Con Navara này thì em sẽ để tốc cao nhất nhá, tốc 4 của nó luôn. Thấy không ạ? Cắt quá là ngọt luôn anh em nha. Cắt liên tiếp 3 phát liền trên cái sắt. Con này là sắt phi 18 luôn, cho bác xem luôn ạ. Không bị ngắt mạch luôn. Giờ thì em sẽ test thử, em sẽ ghi thử với gỗ xem các bác nha, xem cái cục pin này nó có bị ngắt mạch không ạ. Ok, giờ em cho cái con pin 15 cell 5A của Navara gắn với quả vừa gắn với con máy mài của Navara luôn. Em để tốc cao nhất, em ghi xem nó có ép, nó có bị ngắt mạch không bác nha. Thank you.
luôn các bác ơi. Rồi, khỏi nghi ngút mà không ngắt mạch luôn. Đấy các bác thấy không? Trời ơi, ngon, chất lượng và giá thì quá là rẻ luôn. Vô máy mày, máy cắt vô tư thoải mái luôn cho em một quả pin chất lượng thế này. Rồi, em bán rất là nhiều rồi. Nó hết hàng khoảng tầm 2-3 tuần rồi, ngày hôm nay mới về được thêm hàng nha. Lên luôn cho anh em nhà mình luôn ạ. 15 sale 5A luôn cho em. Con này là 1.600 này, thì 3 hàng này sẽ là 4.8, thì em hay quen gọi là 5A này. Mà giá sale ngày hôm nay, khi các bác mua pin 15 sale 5A thì chỉ có 400.000. 400.000 là bên em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn. Nhận hàng thì anh em đều được kiểm tra hàng trước thanh toán nha. Pin ngon, hàng chất lượng và giá sale rẻ. Đặc biệt luôn, ngày hôm nay anh em cứ mua combo 2 pin. Combo 2 pin là bên em sẽ tặng một sạc bàn cho anh em mình luôn nha. Hỗ trợ anh em khách hàng, quý khách hàng bên em đã đang và luôn quan tâm ủng hộ kênh Cu Bẩm TV nhà em trong suốt thời gian vừa qua này. Về số lượng lớn, giá xe cho quý khách hàng luôn. Và nhớ là anh em nào mà nếu các bác chạy máy Nhật thì các bác có thể báo bên em để bên em hỗ trợ cái video cho các bác mình luôn nha. Thì anh em có nhu cầu mã sản phẩm thì các bác có thể là alo trực tiếp cho bên em qua tất cả các đầu số này, đó là 0982 826628 hoặc là 0929 826628 anh em nha. Cửa hàng anh em ở tại Lý Nhân Hà Nam thì anh em có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem hàng, test hàng và mua hàng ạ. Và xin chào tạm biệt tất cả anh em nha.